Vâng, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại kênh Nhất Long Audio Hà Nội cơ sở 3. Video hôm nay em xin gửi tới các bác một bộ combo các bác nhá. Một bộ combo đi chính là một chiếc âm ly và một chiếc đầu CD các bác nhá. Đó trên này là một bộ rất là đẹp luôn. Đó chính là một bộ ba răng rất là đẹp các bác nhá. Xin phép các bác gọi được gần hơn để không làm mất thời gian của các bác nhiều. Và sẽ báo giá luôn bộ sản phẩm này cho có thể các bác ngầm được tình hình các bác nhá. Chiếc đầu CD ma răng quá nhá, SA14, bên dưới là chiếc âm ly ma răng 14SA quá nhá, rất là đẹp luôn. Chiếc này kết hợp mặt trước là phay nhôm quá nhá, phay nhôm mặt trắng rất là đẹp luôn, các nút tình chỉnh là sắc nét và bóng rất là đẹp quá nhá. Chiếc này là trời sinh ra một cặp rất là đẹp luôn và đều nho quá nhá, thiết kế là rất tinh tế luôn, rất là sang trọng luôn, các bác thấy là rất là đẹp quá nhá. Đây phần vỏ rất là đẹp luôn, từ phần vỏ phần nội thất đều nguyên zin các nhá, cam kết cho các bác luôn. Em sẽ quay từ từ chi tiết từng nốt tinh chỉnh cho các bác thấy được chiếc ma răng đầu CD các nhá, rất đẹp luôn, rất là rõ nét các nhá, không bị mờ hay là rách nát hay là xước lông gà lông mèo lông chuột cho các bác nhá, rất đẹp luôn. Đây có đủ các chức năng cho các bác điều chỉnh ạ, như bass, check, volume và ba lăng cho các bác kết hợp điều chỉnh lên xuống theo đôi tay của mình. Và chiếc này có một điểm nhấn rất là đẹp quá nhá, đó chính là có hai mặt đồng hồ hiển thị đây, mặt trên mặt dưới rất là đều nhau luôn, đều là màn hình tròn quá nhá. Bên dưới có cả mặt đồng hồ hiển thị báo nhiệt quá nhá, nhiệt độ đây rất là đẹp và hay luôn, cho thì các bác biết công suất đang chạy mức bao nhiêu, nóng máy hay chưa nóng máy các bác nhá, rất là hay luôn. Thiết kế mặt tròn bên trên cái mặt hồ tròn luôn quá nhá, rất đẹp luôn, rất là đẹp. Và dập nổi chữ ma răng quá nhá, ma răng dập nổi bên trước sau dập nổi quá nhá, rất là đẹp luôn, ma răng dập nổi rất đẹp. Vâng, sau đây xin quay đầy đủ các mặt cho có thể các bác cập nhật tình hình, sẽ quay từ từ một cho có thể các bác cập nhật tình hình. Và chiếc này, chiếc âm ly có giá là 26 triệu quá nhá, chiếc âm ly có giá là 26 triệu, và chiếc đầu CD có giá là 21 triệu. Một bộ combo giá rất là vừa túi tiền của các bác luôn. Một bộ bình dân, quốc dân các bác nhá, rất là hay luôn. Các bác thấy đây, các nút tinh chỉnh đằng sau rất đẹp quá nhá, đầu ra đầu vào. Có cả đường cái đôi ba lăng quá nhá. Đây, rất là hay luôn. Và có sử dụng hai cầu loa A và cầu loa B. Có hai chữ số rất là to luôn cho các bác để không nhầm lẫn được quá nhá. Rất đẹp. Các tín hiệu đầu vào đây, rất đẹp quá nhá. Các bác thấy đây. Rất là đẹp và sắc nét luôn, không bị là nhào nát được các bác nhá, rất là đẹp luôn. Vâng, CD của con ma răng đây, MZ các bác nhá, MZ0001. Em quay qua video các bác thấy luôn, 706-2002 các bác nhá, rất là đẹp luôn, 002. Đây, rất là đẹp các bác nhá, được ba lăng tín hiệu đầu vào đầu ra rất là đẹp luôn. Chiếc này đẹp xuất sắc rồi, mặt trên mặt dưới mặt cạnh rất là đẹp luôn. Em sẽ quay đủ các mặt cho có thể các bác cập nhật được tình hình và sắm cho mình một bộ rất là đẹp quá nhá, nhìn rất là sang trọng luôn. Trên này mặt trắng, dưới mặt rất là sang, phần nhôm sức ngang, giá rất ưu đãi. Chiếc âm ly có giá là 26 triệu và chiếc đầu CD có giá là 21 triệu, rất đẹp quá nhá. Đây các phần thông số và chữ số rất sắc nét luôn, các cổng đây các bác có thể điều chỉnh đây, CD line 1, line 2, line 3 các bác nhá, tép 1, tép 2, rất đẹp luôn, được follow. Model là 14SA, CD là SA14 các bác nhá, rất là đều nhau luôn, nó chỉ ngược tính tạo nhau một chữ số SA và 14 thôi các bác nhá, rất là hay luôn. Đây, được volume này rất đẹp các bác nhá, rất là nhẹ nhàng luôn. Các bác quan tâm sản phẩm bên em, liên hệ qua hotline là 035 44 568, Zalo là 0333 289 289, để bé có thể hỗ trợ các bác. Các bác ở gần qua địa chỉ là ngõ 14 Mễ Trì Hạ, số nhà 147 để xem trực tiếp một bộ này rất là đẹp quá nhá, hai những sản phẩm khác bên em. Và các bác đừng quên đăng ký kênh và cho xin một like và một chia sẻ em những video đầu tiên để có thể các bác cập nhật được. Sau đây xin kết thúc clip tại đây, hẹn tất cả các bác tại những clip sau.